Em xong rồi quá máu luôn. Giọng ổn phết đấy chứ đùa. Chết luôn. Nhìn vào lồng luôn. Ơ cái gì đây, sao lại nhảy thế? Chết. Ơ, quay mặt bên kia ngu thế. Nói đùa chứ đéo hiểu tại sao con chim này nó nắm con. Mặt mình đã để hướng kia, nó vẫn cứ chui sang đấy. Chết nhá. Đó là người xem clip của Bộ Khánh Linh.